công an đang áp giảm mang những người tưởng niệm tử sĩ gạt ma. Và hôm qua, hàng loạt người dân đã bị công an hành hung một cách giả mang khi thắp nhang trong ngày tưởng niệm 64 chiến binh bị Trung Cộng tàn sát ở đảo Gạt Ma vào năm 1988. Điều mía mai là một số tờ báo lè đảng rầm rộ loan tin là vào hôm qua một số đơn vị hải quân Việt Nam cũng tổ chức lễ tưởng niệm biến cố đẫm máu vào 29 năm trước đây. Thế nhưng, không một tờ báo nào giải thích lý do tại sao người dân muốn bày tỏ tấm lòng tri ân của mình thì lại bị công an đánh đập đến đổ máu trước tượng đài cảm tử ở hà nội các hình ảnh lan truyền trên truyền thông quốc tế cho thấy khuôn mặt đẫm máu của anh nguyễn viết dũng và chị đỗ thanh vân sau khi bị đánh trước đồn công an phường bách khoa quận hai bà trưng hà nội một số người khác thì bị bắt giữ sau khi dân hoa và thắp nhang tưởng niệm tại đài cảm tử trong số đó có các blogger Huỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Thúy Hạnh, Đặng Bích Phượng. Cần nhắc lại rằng, trong cuộc tấn chiếm quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân Trung Cộng đã nổ súng, xối xả vào một đơn vị công binh Việt Nam ở đảo Gạc Ma, khiến 64 bộ đội thiệt mạng và hàng chục người khác bị bắt. Đây không phải là một trận giao chiến mà là một cuộc thảm sát. Vì các binh sĩ Việt Nam nhận được lệnh trên là không được phép nổ súng chống trả quân xâm lược Trung Cộng. Tính đồ hòa hảo thách thức lệnh cấm tưởng niệm Đức Huỳnh Cháu Chủ. Vào cuối tuần qua, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy đã phổ biến một tuyên cáo với nội dung cho biết họ sẽ tiến hành đại lễ tưởng niệm Ngài Đức Huỳnh Phú Sổ ra đi, bất chấp sự đe dọa của bảo quyền tỉnh An Giang. Cần biết là từ nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Hòa hảo Thuần Túy liên tục bị đàn áp vì nhất quyết không chấp nhận tổ chức hòa hảo quốc doanh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bản tuyên cáo đưa ra vào hôm thứ Sáu tuần trước, giáo hội này cho biết sẵn sàng chấp nhận mọi đàn áp từ phía bảo quyền Hà Nội và sẵn sàng hy sinh để bảo tồn truyền thống của Phật giáo hòa hảo. Ông Nguyễn Văn Điền, hội trưởng giáo hội cho biết vào tuần trước, Nhà cầm quyền tỉnh An Giang đã mời một số chức sắc hòa hảo đến gặp và thông báo lệnh cấm tổ chức ngày tưởng niệm Đức Huỳnh Phú Sổ vì Cộng sản thủ tiêu vào ngày 16 tháng 4 năm 1947 trong cuộc liên minh kháng chiến chống Pháp. Ông Điền cho biết là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đang tiến hành việc thành lập lễ đài trước chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ để chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vào ngày 22 tháng 3 tới đây. Mã Lai trục xuất 50 công dân Bắc Hàn Và hôm qua, chính phủ Mã Lai thông báo sẽ trục xuất 50 công dân Bắc Hàn đang có mặt trên đất Mã Lai mặc dù vào tuần trước có lệnh cấm các công dân Bắc Hàn rời khỏi Mã Lai. Theo các nguồn tin, thì 50 công dân Bắc Hàn này là các công nhân đang làm việc tại đảo Borneo. Chính phủ Mã Lai không giải thích lý do tại sao trục xuất. Mặc dù vào tuần trước đã đưa ra lệnh cấm xuất cảnh để trả đùa Bắc Hàn ra lệnh cấm công dân Mã Lai rời khỏi Bắc Hàn. Cũng cần nhắc lại rằng, Mã Lai và Bắc Hàn đã ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Kể từ vụ ám sát ông Kim Jong-nam người anh em cùng cha khắc mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. Bắc Hàn phủ nhận mình là thủ phạm và yêu cầu Mã Lai phải giao thi hài của ông Jong Nam cho Bắc Hàn. Về phía Mã Lai thì yêu cầu Bắc Hàn phải giao ra ba nghi phạm đang ẩn trốn trong tòa xứ Bắc Hàn. Cũng vào hôm qua, phía Mã Lai cho biết là họ đã ướp xác ông Kim Jong Nam để chờ thân nhân đến nhận thi hài về an táng. Tuy nhiên, nếu trong vòng 2 tuần mà thân nhân ông Kim không đến nhận thì chính phủ Mã Lai sẽ hỏa tan. Hoa Kỳ sẽ đưa thêm nhiều máy bay tự hành sang Nam Hàn. Và hôm qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo là sẽ đưa sang Nam Hàn nhiều máy bay vũ trang không người lái, được đặt tên là Cray Eagle. Đây là loại máy bay tự hành, được trang bị radar nhận diện mục tiêu và 4 phi đạn Hellfire. Thật sự thì loại máy bay này đã được trang bị cho một số đơn vị Hoa Kỳ trú đóng ở Nam Hàn từ mấy năm qua. Thường thì mỗi sư đoàn Hoa Kỳ có một đại đội Grey Eagle, gồm 12 chiếc và 128 nhân viên điều khiển. Theo thỏa thuận với Nam Hàn, thì kể từ năm tới, các máy bay này sẽ được bố trí ở căn cứ không quân Kunshan, nhưng không rõ là sẽ có bao nhiêu chiếc. Trong khi đó, thì vào hôm qua, bảo quyền Bắc Hàn lại tiếp tục đe dọa là sẽ tấn công không thương xót vào các chiến hạm Hoa Kỳ đang tham gia cuộc tập trận hàng năm với Nam Hàn. Thông tấn xã Bắc Hàn khoe khoang là quân đội của họ có đủ khả năng để hủy diệt toàn bộ quân xâm lược Hoa Kỳ và Nam Hàn. Kính chào quý thính giả! Đây là Phụng Hoàng tự tin bình minh. Phụng Hoàng xin chào đón một ngày an lành. Sau đây là tin tức trong tuần. Việt Nam ép buộc nhiều công ty ngừng quảng cáo trên youtube trong một hành động cho thấy rõ thêm tình trạng vi phạm nhân quyền tại việt nam bảo quyền hà nội đã ép buộc nhiều công ty phải ngưng đăng quảng cáo trên hệ thống youtube với lý do ngăn chặn các đoạn phim mà họ gọi là mang nội dung xấu được phổ biến trên mạng này theo xác nhận của nhiều công ty thì kể từ tháng trước bộ công an việt nam đã tiến hành chiến dịch gây sức ép Đối với các công ty và yêu cầu tập đoàn Google, chủ nhân YouTube phải loại bỏ các phim ảnh có nội dung đã kích đảng và nhà nước Việt Nam. Trước đó vào ngày 24 tháng 2, Bộ Văn hóa đã gửi thư yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phải ngăn chặn các tài liệu hình ảnh mang nội dung xấu trên YouTube. Không chỉ có các công ty nội địa bị thiệt hại nặng vì chiến dịch đàn áp này, mà nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới như Samsung, Unilever hay Yamaha Motor cũng bị liên lụy vì bị bảo quyền Việt Nam kết luận là có các quảng cáo xâm phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Theo báo chí lệ đảng, thì một số tập đoàn lớn như Vinamilk, Vietnam Airlines đã quyết định ngưng quảng cáo trên YouTube để tránh tai vạ các bác sĩ trẻ ở Bệnh viện Phú Thọ phổ biến lá thư tố cáo giám đốc. Một lần nữa, một nhóm bác sĩ trẻ tuổi ở Bệnh viện tỉnh Phú Thọ đã phổ biến trên mạng lá thư có nội dung tố cáo những sai phạm của giới lãnh đạo, đặc biệt là Tây Giám đốc Nguyễn Huy Ngọc. Trong thư, nhóm bác sĩ này cho biết là họ đã gửi thư đến các cơ quan cao cấp nhất như Bộ Chính trị, Quốc hội và các cơ quan truyền thông lệ đảng nhưng đều rơi vào im lặng. Vì thế, họ phải sử dụng đến các trang lệ dân để phanh phui những tiêu cực ở Bệnh viện Phú Thọ. Lá thư cho biết là trong diễn biến mới nhất, Tây Giám đốc Nguyễn Huy Ngọc vừa ép buộc họ phải ký giấy cam kết làm việc 15 năm tại bệnh viện này nhằm đối phó với làn sóng tháo chạy của các bác sĩ vì mức lương quá thấp. Ngoài việc ép buộc ký kết mà họ cho là thiếu dân chủ nói trên, lá thư còn cho biết là bệnh viện này đang nợ nần rất lớn, lên đến cả trăm triệu Mỹ kim và tiếp tục gia tăng vì không trả nổi tiền lời. Ngoài ra, lá thư cho biết là cơ sở hạ tầng và cung cách hành xử ở bệnh viện này rất tệ hại, dẫn đến nhiều cái chết của bệnh nhân trong mấy năm qua. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cầu cứu thủ tướng vì bị đe dọa hạ sát. Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh vừa gửi thư cầu cứu thủ tướng. Sau khi hàng loạt quan chức tỉnh này bị ai đó nhắn tin đe dọa hạ sát suốt mấy tuần qua. Theo lá thư nói trên, thì các vụ đe dọa liên quan đến dự án nạo vét luồn lạch ở sông Cầu đụng chạm đến quyền lợi của nhiều nhóm lợi ích. Vào ngày 9 tháng 3 vừa qua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Thành đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Giao thông ra lệnh đình chỉ dự án này vì bị lạm dụng để hút cát trên sông, gây sói lở rất lớn ở hai bên bờ sông. Ngay sau đó thì hàng loạt tin nhắn được gửi đến các quan chức đầu tỉnh, đe dọa là phải biết điều, nếu không thì sẽ khó sống. Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh, đề nghị ông Phúc ra lệnh cho Bộ Công an mở cuộc điều tra. Đáng chú ý là lá thư đề nghị điều tra một quan chức từ trung ương đến địa phương mà ông Quỳnh cho là đã bảo kê cho những nhóm lợi ích và đứng đằng sau các vụ nhắn tin đe dọa này. Tôm cá lại chết hàng loạt ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Một lần nữa, người dân huyện Cam Lâm lại vô cùng phẫn nộ khi cá tôm được nuôi trong các ao hồ lại nổi lên chết hàng loạt sau khi dẫn nước từ đầm thủy triều vào các ao hồ. Theo lời kể của các nạn nhân thì hiện tượng cá tôm chết hàng loạt diễn ra vào sáng 13 tháng 3 tại đầm thủy triều ở khu vực Suối Cam lên đến vài trăm ký. Sau đó thì những ao đìa lấy nước từ đầm thủy triều cũng diễn ra hiện tượng tôm cá nổi lên chết trên mặt nước khiến nhiều gia đình gần như trắng tay sau khi đầu tư hàng chục ngàn Mỹ Kim. Nguyên nhân là do nhà máy đường Khánh Hòa xả chất thải ra đầm Thủy Triều. Ngay khi nhận được tin, nhà máy này đã đề nghị nhà cầm quyền huyện Cam Lâm kêu gọi người dân ngưng lấy nước từ đầm này. Và thú nhận là vào sáng 13 tháng 3, hồ nước thải của nhà máy bị tràn do trời mưa quá lớn. Mặc dù đã cố ngăn chặn, nhưng một lượng nước thải đã chảy vào đầm thủy triều. Phó Tổng thống Phi lên án chiến dịch tàn sát dân ma túy. Trong cuốn phim gửi đến cơ quan bài trừ ma túy của Liên Hiệp Quốc, Phó Tổng thống Philippines lên án chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte và gọi đó là một cuộc hành quyết tập thể. Trong cuốn phim được công bố vào hôm nay, bà Lenny Robredo cho biết là người dân Phi vô cùng phẫn nộ vì số người chết quá nhiều và càng lúc càng gia tăng, với hơn 8.000 người bị thiệt mạng dưới tay các nhân viên công lực. Cần nói thêm là mặc dù thuộc phe đối lập, nhưng bà Robredo được đắc cử ghế phó tổng thống do quốc hội bầu chọn. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Duterte và bà Robredo trở nên căng thẳng sau khi bà bị trục xuất khỏi một cuộc họp nội các. Bà cũng là một quan chức cấp cao nhất lên tiếng phản đối chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte. Hơn 5.000 gián điệp trung cộng đang hoạt động ở Đài Loan. Trích dẫn những nguồn tin cao cấp, giới báo chí Đài Loan cho biết là hơn 5.000 gián điệp trung cộng được cài vào hoạt động trong các công sở, công ty quốc doanh và tư doanh không chỉ đánh cắp các tài liệu quân sự quốc phòng, các gián điệp Trung Cộng cũng xâm nhập sâu vào lĩnh vực tài chánh và kinh tế. Giới chức Đài Loan tin rằng 80% các gián điệp này có mục đích thu thập các tin tức quân sự và 20% là nhắm đến các lĩnh vực chính trị và kinh tế. Cần biết là từ năm 2002 đến nay, giới chức Đài Loan đã bắt giam 60 điệp viên Trung Cộng và một số quan chức Đài Loan làm gián điệp cho Trung Cộng. Vào tuần trước, một sinh viên Trung Cộng du học tại Đài Loan cũng bị bắt về tội gián điệp. Vào năm 2011, một tướng lãnh của Đài Loan bị kết án chung thân sau khi bị Trung Cộng dùng mỹ nhân kế ép buộc ông này làm gián điệp cho chúng. Vào năm 2009, một nhân viên của phủ tổng thống Đài Loan cũng bị kết án chung thân trong một vụ án gián điệp được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Đó là những tin đáng chú ý trong tuần. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị thính giả Tin Bình Minh vào tuần sau. Phụng Hoàng hy vọng một tuần thật đẹp sẽ đến với quý vị.